Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 53. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 28 tháng 8 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra. Trang 8. Đếm ngược hàng thứ ba, xem phần kinh văn. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu. Khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hà cố uy thần hiển diệu, quang thị thù diệu nại nhĩ, nguyện vi tuyên thuyết. Đoạn kinh văn này là tiếp theo đoạn trước. Tôn giả A Nan tại trong pháp hội thay mặt chúng ta thỉnh pháp, những lời lẽ thỉnh pháp trước tiên phải xưng tán Đức Thế Tôn. Trong xưng tán chúng ta cũng đã học nhiều rồi. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này là trong tâm của Tôn giả A Nan tự mình đoán ra. Bởi vì lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện tướng lành quá hy hữu, Ngài A Nan là thị giả của Đức Thế Tôn, Ngài luôn luôn ở bên cạnh Phật. Trong đời Ngài trải qua, Ngài chưa từng thấy qua Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Phật thị hiện ánh sáng oai thần, hào quang thù thắng như vậy, người thế gian chúng ta gọi là dáng điệu đẹp đẽ, Ngài chưa từng thấy qua. Cho nên trong lời xưng tán, Ngài nói hôm nay Thế Tôn nhập đại tịch định, trụ trong pháp kỳ đặc, trụ hạnh đạo sư của chư Phật sở trụ, là đạo thù thắng nhất. Chữ trụ này là trong tâm an trụ, cũng tức là chúng tôi thường nói tâm tư ý niệm của trong tâm. Cái tâm niệm này của Phật quá thù thắng, ý niệm quá tốt, cho nên Phật thị hiện tướng lành vi diệu thù thắng như vậy. Đây là người thế gian chúng ta thường nói tướng theo tâm chuyển. Cho nên tướng sẽ thay đổi. Thay đổi như thế nào? Tuyệt đối không phải đi sửa sắc đẹp, đi hóa trang. Cái đó thay đổi không được. Cái thay đổi đó sẽ có tác dụng phụ, sẽ đem lại rất nhiều phiền phức. Tướng theo tâm chuyển, nghĩa là tâm của quý vị thay đổi thì tướng thay đổi. Không những tướng đã thay đổi mà thể chất cũng thay đổi. Ở Trung Quốc chúng ta thường nghe nói số người họ có đặc dị công năng. Chuyện đó là thật, không phải giả. Tôi ở bên Mỹ cũng gặp qua.
Họ có năng lực nhìn thấy khí trong thân của người khác. Họ gọi khí là khí công. Trong Phật Pháp gọi là quang, tức là ánh sáng. Các nhà khoa học hiện nay gọi là năng. Trên thực tế đều là nói một sự việc. Họ có thể nhìn thấy ánh sáng hoặc là khí trong thân của mình cũng không phải là chuyện rất khó. Chỉ cần có tâm nhẫn nại, hạ công phu khoảng chừng 1-2 tháng thì quý vị sẽ có năng lực như vậy. Khi năng lực này mạnh mẽ thì quý vị cũng có thể nhìn thấy người khác, nhìn thấy ánh sáng trong thân của người khác, hoặc là nhìn thấy khí của người khác. Nhưng phạm vi chỗ thấy sẽ có lớn nhỏ khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Đó đều là do tâm niệm của quý vị phát ra. Thật ra cái nguyên lý này chính là do chấn động ý niệm mới sinh ra những hiện tượng dao động. Những người thông thường tâm không thanh tịnh thì không thấy. Nếu tâm họ thanh tịnh một chút mà chú tâm nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Như Tôn giả A Nan hôm nay nhìn thấy tướng lành của Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện ánh sáng oai thần, hào quang thù thắng như vậy. Cho nên ngài A Nan nói ra phía trước mấy câu phía trước tôi đã giải thích cho mọi người rồi. Hôm nay ngài A Nan lại suy nghĩ thêm, cách suy nghĩ này đạt đến thù thắng nhất, viên mãn nhất, không gì bằng niệm Phật. Cho nên tâm của ngài A Nan nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn phóng hào quang, thần thái uy nghi như màu vàng sáng rực, có phải là Phật đang niệm Phật? Nếu là không phải, vì sao Phật thị hiện tướng lành sáng đẹp như vậy? Từ cái hiện tướng bên ngoài thì có thể nhìn thấy tư tưởng của một người, cho nên có thể nhìn thấy sự dao động của tư tưởng. Cái tướng tốt bên ngoài nhất định là sự dao động của tư tưởng cũng tốt. Chỗ tốt đến cùng cực không gì bằng niệm Phật. Cho nên quý vị đồng tu phải thường đến niệm Phật đường để niệm Phật. Nếu người ta có hỏi quý vị niệm Phật có lợi ích gì thì quý vị phải biểu hiện cho người ta thấy. Như Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật hào quang thần thái uy nghi như màu vàng sáng rực, như gương trong sạch sáng suốt trong ngoài. Quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật như thế nào? Nếu quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật mà quý vị niệm được sắc mặt rạng rỡ, sáng đẹp hơn người, khiến cho mọi người khi nhìn thấy quý vị liền sanh lòng vui mừng, đây là công phu niệm Phật của quý vị đã biểu hiện ra ngoài. Càng niệm càng thấy trẻ, càng niệm thì thân thể càng khỏe mạnh. Vốn là trong thân có rất nhiều bệnh tật, nhưng khi niệm Phật thì không có bệnh gì cả. Đây là sự thật, không phải là giả. Bệnh của quý vị từ đâu mà có? Đều là do vọng tưởng sanh ra. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng tham sân si, đây là tam độc. Dùng lời hiện nay mà nói là bệnh độc. Trong tâm quý vị có bệnh độc.
hoàn cảnh bên ngoài là trược ác. Trong kinh Phật có nói trược là gì? Là nhiễm ô, tức hoàn cảnh bên ngoài nhiễm ô. Ác tức là ý niệm không tốt, khởi tâm động niệm không phải là thiện niệm. Bên ngoài có trược ác, tức là có ô nhiễm. Trong tâm có tam độc, nội ngoại giao cảm, thì quý vị làm sao mà không sanh bệnh? Bệnh tình của quý vị nhất định thành tỷ lệ là do nội ngoại giao cảm của quý vị. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này thì phải rửa sạch sẽ bên trong bệnh độc, nhổ trừ tham sân si. Phải nhổ tận gốc trong tâm tham sân si. Xin nói cho quý vị biết thì hoàn cảnh bên ngoài lập tức thay đổi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải giữ gìn tâm địa thanh tịnh quang minh, thì quý vị không bị ô nhiễm, không bao giờ bị ô nhiễm, tuyệt đối không bao giờ. Gặp phải những thứ bệnh độc, Phật dạy chúng ta phải sanh tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi có thể giải độc, có thể hóa giải được hết, hết thảy tất cả chất độc. Cho nên đạo lý niệm Phật rất sâu. Quý vị niệm Phật, nếu công phu niệm Phật thật sự được đắc lực, tôi cũng thường nói nhiều lần, niệm Phật điều quan trọng nhất là tâm và miệng phải tương ứng. Cho nên quý vị thấy chữ niệm này, văn tự của Trung Quốc là bất cứ một quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới cũng không có. Văn tự là một thứ phù hiệu, văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí huệ. Lão tổ tông của chúng ta rất thông minh tuyệt đỉnh. Họ đối với con cháu đời sau yêu quý tỉ mỉ chu đáo. Làm thế nào đem trí huệ của họ, kinh nghiệm của họ truyền lại cho con cháu đời sau? Họ nghĩ ra một bộ công cụ để truyền lại cho thế hệ mai sau. Cái công cụ đó chính là văn tự. Họ lại đặc biệt đã phát minh một công cụ hiếm có, đó là văn ngôn văn, tức là cổ văn. Chư cổ đại đức họ cũng biết ngôn ngữ là sẽ theo thời đại mà thay đổi. Nếu ngữ và văn là tương đồng, sau này thời đại thay đổi thì không có ai xem hiểu được văn tự này. Người phương Tây đã phạm cái lỗi này. Hiện nay không có ai xem hiểu chữ Latin của Âu Châu, cũng không có ai xem hiểu chữ Phạn của Ấn Độ.
Lão tổ tông của chúng ta thông minh, họ biết được tình hình sau này như vậy thì phát minh văn ngôn văn, văn ngôn văn, tức là chia ra văn và ngữ. Ngôn ngữ tùy thời sẽ thay đổi, nhưng văn vĩnh viễn không thay đổi. Như Khổng Lão Phu Tử đã cách xa chúng ta hơn 2.500 năm, ngày nay chúng ta đọc sách luận ngữ thì cũng như cùng với Khổng Lão Phu Tử đối thoại không khác. Chúng ta xem hiểu cổ văn, có thể hiểu được ý của Ngài, có nghĩa là chỗ hay của chia ra văn và ngữ trong bất cứ quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới cũng tìm không ra. Chúng ta mới hiểu được Lão Tổ Tông họ đối với con cháu đời sau yêu quý như vậy, quan tâm như vậy. Họ thật sự có trí huệ. Văn tự, vì văn tự cũng là tràn đầy trí huệ. Quý vị thấy chữ niệm này, niệm là ý nghĩa gì? Phía trên chữ kim, phía dưới chữ tâm. Cho nên chữ niệm không phải là khẩu niệm. Khẩu niệm không được. Hiện tại trong tâm thật sự có Phật thì gọi là niệm. Ý nghĩa chữ niệm là như vậy. Quý vị, nếu quý vị hiện tại trong tâm không có Phật, chỉ là miệng kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì cổ nhân có nói hét bể cổ họng cũng uổng công. Trong tâm quý vị thật có Phật mới được. Chúng ta thường nhìn thấy các bà lão, có bà rất thương đứa cháu của mình, trong tâm bà thật có đứa cháu, bà suốt ngày đến tối cứ nhớ nhung đứa cháu của mình, nhưng không phải nhớ bằng miệng, mà trong tâm bà thật có đứa cháu. Bất cứ lúc nào bà cũng nghĩ đến đứa cháu của mình thì gọi là niệm. Có thể đem cái ý niệm này chuyển thành A Di Đà Phật thì rất tốt, thì sẽ giải quyết được vấn đề. Mấy năm về trước, có một vị lão thái thái, bà đến thăm tôi. Bà tôi cho tôi biết công phu niệm Phật của bà cũng khá lắm. Bà nói: thưa sư phụ, con cái gì cũng bỏ được hết, chỉ là bây giờ không bỏ được đứa con, đứa cháu, phải làm sao đây? Tôi bèn dạy cho bà hãy đem đứa cháu đổi thành A Di Đà Phật thì vấn đề của bà liền được giải quyết. Cho nên niệm là trong tâm thật có Phật. Nay tôn giả A Nan liền nghĩ đến trong thập pháp giới Phật là thù thắng không ai sánh bằng. Công phu tu hành của Phật đã viên mãn, phước huệ nhị túc tôn, tức là trí huệ của Ngài viên mãn, phước đức cũng viên mãn, trí huệ và phước đức đã viên mãn thì gọi là nhị túc tôn, túc là đầy đủ, không có khiếm khuyết chút nào. Đây là bậc có trí huệ, có phước đức được tôn quý nhất, nay chúng ta gọi là tôn kính. Thật sự đáng được người tôn kính. Bồ Tát cũng có phước, có huệ, nhưng không viên mãn. Chỉ có Phật mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đang niệm Phật? Đích thật là Thích Ca Mâu Ni Phật đang niệm Phật. Cho nên Ngài A Nan mới suy nghĩ: khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Khứ là quá khứ, lai là vị lai, hiện tại. Đây là nói ta ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chư Phật đều là Phật Phật tương niệm. Hay nói cách khác, trong tâm của Phật
thường nhớ niệm tất cả chư Phật. Phật dạy cho chúng ta niệm Phật rất có lý, bởi vì tự Ngài cũng niệm Phật. Ai niệm Phật là Phật niệm Phật, niệm quá khứ Phật thì chúng ta dễ hiểu. Niệm hiện tại Phật tức hiện tại mười phương thế giới chư Phật Như Lai, cái số lượng đó cũng tính không hết. Những thế giới đó quá rộng lớn. Ngày nay chúng ta nhờ vào máy móc của khoa học kỹ thuật thăm dò được những tinh cầu có hơn 100 vạn năm. Tinh cầu tức là thế giới. Thì chúng ta đã cảm thấy không gian vô hạn rộng lớn. Trên thực tế, bất luận khoa học kỹ thuật phát triển đến mức độ nào, bất luận thăm dò như thế nào, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong thái hư không mà thôi. Nghĩa là thế nào? Các nhà khoa học hiện nay họ hiểu được, chúng ta có thể quan sát thì có thể thăm dò được cùng một không gian với chúng ta. Ngày nay chúng ta nói đến 3 độ không gian, nhiều nhất chỉ có thể quan sát được 4 độ không gian cùng một không gian. Thì quý vị có thể quan sát được từ 5 độ không gian, 6 độ không gian trở lên thì quý vị không có cách nào thấy được. Muốn nhờ vào máy móc khoa học kỹ thuật cũng không thể đạt đến. Vậy ít nhất là có bao nhiêu độ không gian? Theo trên lý luận mà nói là vô lượng. Đây là sự thật. Còn trong Phật Pháp thì nói thập Pháp giới. Thập Pháp giới tức 10 độ không gian không đồng duy thứ. Trong Phật Pháp nói như vậy thì đây là nói riêng để giới thiệu cho dễ hiểu, nên chia thành 10 loại. Thật ra 10 không phải là con số. Những vị lão đồng tu cũng rất rõ ràng 10 là tượng trưng cho vô lượng, cho nên không gian là vô lượng. Không gian thành hình như thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng. Làm thế nào có thể đột phá? Các nhà khoa học hiện nay họ đã chứng minh có đến 11 độ không gian tồn tại. Đây là họ suy đoán phát hiện từ trong số học cao siêu, cao sâu. Thế nhưng hiện nay họ không biết đột phá như thế nào. Họ vẫn chưa tìm ra. Phật bảo với chúng ta rằng sự thành hình những không gian không đồng duy thứ là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra những cảnh giới đó. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi một người khác nhau, cho nên mới có vô lượng vô biên không gian duy thứ. Làm thế nào để đột phá? Nghĩa là quý vị phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, xả bỏ hết tất cả thì mới đột phá được. Sau khi đột phá, trong Phật Pháp gọi là nhất chân Pháp giới. Trong nhất chân Pháp giới
hiển hiện ra rất rõ ràng không gian sinh hoạt của vô lượng vô biên chúng sanh. Quý vị sẽ thấy được chân tướng sự thật và trạng huống sinh hoạt của tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Quý vị đã hoàn toàn thông đạt hiểu rõ. Khi đã thông đạt hiểu rõ thì quý vị mới có năng lực giải quyết được vấn đề. Ngày nay chúng ta có rất nhiều vấn đề, vì sao không giải quyết được? Vì mê hoặc, vì không biết, không hiểu những vấn đề đó do đâu mà có, cũng không biết tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào. Nếu nhờ vào ý thức của mình, nhờ vào suy đoán của mình mà giải quyết vấn đề thì không có lý nào mà không phạm lỗi lầm. Phật pháp dạy cho chúng ta trí huệ cao siêu. Chỉ có trí huệ cao siêu thì cuộc sống của quý vị càng được hạnh phúc, càng được mỹ mãn. Trí huệ hiện ra ngay trong cuộc sống của quý vị, ngay trong công việc của quý vị, ngay trong hàng ngày xử sự đối người tiếp vật của quý vị. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ, bình thường chúng ta dùng cái tâm gì? Chư Phật Như Lai, các ngài dùng cái tâm là tâm niệm Phật. Phật là ý nghĩa gì? Chữ Phật này là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ. Ý nghĩa chữ Phật là trí huệ, là giác ngộ. Hay nói cách khác, niệm Phật là niệm trí huệ, là niệm giác ngộ. Chữ Phật này có thể phiên dịch. Vì sao cổ nhân không phiên dịch? Họ không phiên dịch, họ có cái lý không phiên dịch của họ. Vào thời xưa, cách thức phiên dịch kinh điển có 5 loại không dịch. Loại này là thuộc về tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với chữ Phật này rất tôn trọng nó, nên không dịch nghĩa, chỉ dịch âm mà thôi. Họ nói trí huệ là không gì không biết. Họ nói giác ngộ là không gì không giác. Thông thường trong khái niệm của chúng ta, phạm vi của trí huệ và giác ngộ cũng không lớn lắm, cũng không sâu lắm. Nhưng trí huệ của Phật là cứu cánh viên mãn, giác ngộ của Phật, của Ngài là cứu cánh viên mãn. Đó là Phật. Hay nói cách khác, Phật Phật tương niệm là phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Niệm niệm đều không mê, đó gọi là giác ngộ. Các đồng học phát tâm học Phật, trước tiên phải tiếp nhận truyền thọ tam quy. Ý nghĩa quan trọng nhất của truyền thọ tam quy tức là đem cương lĩnh của nền giáo học Phật pháp truyền thọ cho quý vị. Có 3 đại cương lĩnh. Thứ nhất là giác mà không mê, thứ hai là chánh mà không tà, thứ ba là tịnh mà không nhiễm. Đây là tam bảo, gọi là Phật pháp tăng. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày từ sáng đến tối tiếp xúc với mọi người, mọi vật, mọi việc, có làm được giác mà không mê hay không? Có làm được chánh mà không tà hay không? Chánh tức là tư tưởng chính xác, tư duy chính xác,
tà là sai lầm. Có làm được tịnh mà không nhiễm hay không? Quý vị phải giữ gìn tâm thanh tịnh, không bị cảnh giới bên ngoài làm nhiễm ô. Mắt của chúng ta thấy sắc, tai nghe âm thanh. Những người phàm phu thuận theo tâm ý của mình thì nổi dậy tham ái. Tham ái là nhiễm ô. Quý vị đã bị ô nhiễm rồi. Nếu không hợp với ý của mình thì chán ghét. Chán ghét cũng là nhiễm ô. Khởi tâm động niệm đều bị cảnh giới bên ngoài làm nhiễm ô. Phật dạy cho chúng ta phải tịnh mà không nhiễm. Thấy được rõ ràng là trí huệ. Như như bất động là định lực thì không bị nhiễm. Trong tâm phải thật sự thanh tịnh. Thật sự thanh tịnh rồi thì đối với tất cả các pháp không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đúng, đó là Phật dạy cho chúng ta tu học. Vậy thì người này đã trở thành đờ đẫn rồi hay sao? Người ta cười thì mặt họ ngơ ngẩn, người ta khóc thì mặt họ cũng ngơ ngẩn, giống như khúc gỗ vậy. Học Phật như là như vậy thì đã học sai rồi. Người ta cười ta cũng cười, người ta khóc ta cũng khóc. Đây gọi là hàng thuận chúng sanh. Họ cười, họ khóc là động cảm tình. Cái cười của ta, cái khóc của ta là trí huệ, không phải là cảm tình. Khác biệt ở chỗ này. Họ có cười, có khóc, đó là họ bị ô nhiễm rồi. Còn ta cười, ta khóc thì không có bị ô nhiễm. Chúng ta phải giúp đỡ họ, dẫn dắt họ không bị ô nhiễm. Đó là hạnh của Phật Bồ Tát. Đại sư Vĩnh Gia có nói, phân biệt chẳng phải ý. Có ý thì là ô nhiễm rồi. Phật Bồ Tát phân biệt là trí huệ, không phải là ý. Đó là chỗ cao minh của Phật Bồ Tát. Đây cũng là Phật Phật tương niệm. Chúng ta muốn học thì phải học điều này. Đây là đại học vấn, là chân công phu. Cách giảng giải như vậy lại sợ quý vị đồng tu nghe không hiểu. Nếu quý vị không hiểu rõ thì quý vị không biết bắt đầu học từ chỗ nào, quý vị cũng không biết giúp đỡ chúng sanh. Chư Phật tương niệm, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trí quang hộ chiếu. Trong tâm của tất cả chư Phật chỉ có nhớ một sự việc là phổ độ chúng sanh. Đây là Phật sở niệm. Chúng ta phải nên học. Cái gì gọi là phổ độ chúng sanh? Tức là quan tâm tất cả chúng sanh, thương yêu che chở tất cả chúng sanh, tùy thời tùy chỗ mà tận tâm tận lực giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Gọi là trong cửa nhà Phật không bỏ một người.
Đây là chúng ta phải nên học tập. Chúng ta giúp đỡ người khác, nhưng người khác không chịu tiếp nhận chúng ta giúp đỡ, phải làm sao đây? Vậy thì không nên giúp đỡ họ. Cho nên nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Hạng người nào không có duyên là họ không tin quý vị nói, họ đối với quý vị không có lòng tin, vả lại thậm chí còn hoài nghi quý vị, không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của quý vị. Điều này tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Phật chỉ độ người có duyên, hạng người nào có duyên là họ chịu tin, họ chịu nghe dạy, họ chịu học tập. Đây là người có duyên. Cũng là một môn đại học vấn. Quý vị đồng tu đều biết, Phật giáo tuyệt đối không phải là tôn giáo. Vào thời xưa ở Trung Quốc, cổ nhân thích đơn giản, không thích dài dòng, lời nói văn tự đều rất ngắn gọn. Đây là mọi người rất lấy làm thú vị cách ngắn gọn đó. Chúng ta nói Phật giáo, cổ nhân nói ý nghĩa của hai chữ Phật giáo thì mọi người đều hiểu là nền giáo dục của Phật Đà. Điều hiểu theo cái ý nghĩa này, tuyệt đối không bao giờ gọi đó là tôn giáo gì. Vào thời xưa không có cái danh từ tôn giáo này. Cái danh từ tôn giáo này là từ bên ngoài đến, từ phương Tây truyền sang Trung Quốc. Tôn giáo của phương Tây truyền sang Trung Quốc vào cuối đời Minh, đầu nhà Thanh. Vì vậy đem Phật giáo cũng liệt vào tôn giáo. Điều này thật là oan. Phật giáo được liệt vào tôn giáo có lẽ rất là trễ, nhiều nhất cũng chẳng qua là 200 mấy năm. Vào đầu nhà Thanh cũng chưa có cái danh từ này. Nhưng trong Phật môn chúng ta cũng có danh từ tôn giáo. Nhưng định nghĩa tôn giáo của chúng ta hiện nay ý nghĩa thì khác nhau. Chúng ta gọi tôn là chỉ cho thiền tông, gọi giáo là ngoài thiền tông ra chỉ những tông phái khác đều gọi là giáo, gọi chung là tông môn giáo hạ, đơn giản gọi là tông giáo. Cái ý nghĩa này cùng với trong giới tôn giáo hiện nay nói hoàn toàn khác nhau. Vì sao trong Phật môn phải chia ra tông môn giáo hạ? Cũng vì thủ đoạn giảng dạy của họ hoàn toàn khác nhau. Như cách dạy của thiền tông không dùng sách giáo khoa, tức là không dùng kinh sách để giảng dạy. Bước đầu tiên là dạy quý vị ngồi thiền, tức chỉ dạy quý vị minh tâm kiến tánh. Sau khi khai ngộ thì mới đọc kinh. Cái phương pháp này đương nhiên là nhanh chóng. Nếu chưa khai ngộ thì tuyệt đối không thể tiếp xúc kinh sách. Đây là phương pháp giảng dạy rất đặc biệt. Thế nhưng ngoài thiền tông ra, bất luận đại thừa hay tiểu thừa, bất luận tông phái nào cũng phải có sách giáo khoa. Sách giáo khoa tức là kinh điển, theo thứ tự mà học tập từ cạn đến sâu. Thì cũng như quý vị đi học vậy, từ lớp 1 đến lớp 2, lớp 3, dần dần tiến lên trên thì gọi là giáo hạ. Cho nên tông môn giáo hạ là chỉ phương cách giảng dạy khác nhau mà nói. Quý vị phải hiểu điều này.
Trong Phật Pháp nói Phật, Phật là ai? Phật là chân như bản tánh của mình, tức là chân tâm của chính quý vị, thì gọi là Phật. Nhà Phật nói ma, ma là gì? Ma là vọng tâm của chính quý vị. Cho nên nói Phật ma bất nhị. Quý vị dùng chân tâm thì quý vị là Phật, nếu quý vị dùng vọng tâm thì quý vị là ma, sẽ gây rắc rối cho quý vị. Quý vị có nỗi khổ, quý vị có phiền não, đều là do vọng tâm sanh ra. Phật là tánh đức của mình, Bồ Tát là tu đức của mình, tất cả chư Phật đều là đức hiệu trong tự tánh của chính mình, tất cả Bồ Tát là danh xưng tu đức của mình. Ngoại trừ mình ra, không có một pháp khả đắc. Thì gọi là Phật, Phật tương niệm. Thế nhưng gặp duyên không phải là chuyện dễ. Cái duyên của mỗi một người khác nhau. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể coi thường người nào. Người gặp duyên có sớm có trễ. Chúng ta sớm gặp được duyên, tuy sớm gặp được duyên nhưng không thành tựu. Còn người khác gặp duyên rất trễ mà họ được thành tựu, chúng ta không thể coi thường họ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải dùng tâm bình đẳng để đối xử với mọi người, dùng tâm thanh tịnh đối xử với mọi người, phải dùng tâm chân thành đối xử với mọi người, như vậy mới đúng, đối với mình nhất định là có hữu ích. Cho nên chúng ta phải nên học theo Phật, niệm niệm quan tâm chúng sanh, niệm niệm thương yêu che chở tất cả chúng sanh, còn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, thì quý vị mới thật sự đang học Phật, học làm Phật, học Phật sinh hoạt, học Phật xử sự đối người tiếp vật. Cho nên kế tiếp là một câu kinh văn nói: vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia. Nghĩa là ngay trong lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật ngài là niệm Phật quá, niệm Phật niệm quá khứ chư Phật, hay là niệm vị lai chư Phật, hay là niệm hiện tại chư Phật phương khác. Nếu là niệm hiện tại chư Phật, hiện tại chư Phật đương nhiên là không phải thế giới này của chúng ta. Mọi người cũng biết một cõi thế giới chỉ có một vị Phật, cũng như một ngôi trường học chỉ có một ông hiệu trưởng. Phật là đạo sư, chỉ có một vị. Một cõi thế giới chỉ có một vị Phật. Có vô lượng vô biên thế giới, cho nên hiện tại chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Nay Phật niệm Phật, nếu như niệm hiện tại Phật thì nhất định là niệm chư Phật của thế giới phương khác. Cho nên đặc biệt nói câu tha phương chư Phật gia rất đúng. Hà cố uy thần hiển diệu, quan thị thù diệu nải nhĩ. Nghĩa là vì sao hôm nay oai đức của Phật thần là thần kỳ, kỳ diệu đến cùng cực. Hôm nay Phật thị hiện tướng lành, sắc mặt rạng rỡ, hiện sáng oai thần, hào quang thù thắng. Quang thụy, thụy là tướng lành, là tướng tốt. Thù là thù thắng, diệu là vi diệu. Đến trình độ như vậy, tôn giả A Nan mỗi ngày thân cận Phật, theo Phật thời gian lâu dài,
chưa từng thấy qua. Hôm nay Phật thị hiện tướng lành như vậy. Tôn giả A Nan nói không sai, suy nghĩ cũng không sai. Nhưng Ngài cũng không ngờ được bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật đang niệm A Di Đà Phật, cho nên Phật thị hiện tướng lành thù thắng vi diệu như vậy. Khi nãy tôi có nói với mọi người, mỗi ngày quý vị ở trong niệm Phật đường niệm A Di Đà Phật thì tướng hảo quang minh của quý vị có sánh bằng với Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Đương nhiên là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Nếu như không giống thì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là chân niệm, còn quý vị là giả niệm. Sự khác biệt là ở chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm A Di Đà Phật không có một cái vọng niệm nào, còn quý vị đang niệm A Di Đà Phật vẫn còn xen tạp rất nhiều vọng tưởng vào trong, cho nên tướng lành của quý vị thì không bằng Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu cái tâm đó mà có thể giống như Thích Ca Mâu Ni Phật niệm A Di Đà Phật thì quý vị hiện tướng lành nhất định là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Làm sao mà có khác biệt? Cho nên lúc chúng ta niệm Phật mà sắc mặt không được rạng rỡ thì tự mình phải hổ thẹn. Khi đọc kinh này cũng phải hổ thẹn. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật thể hiện tướng lành vô cùng thù thắng. Còn nay chúng ta niệm Phật vì sao không được tướng lành như vậy? Tự mình phải thường phản tỉnh, đề cao cảnh giác, hy vọng tự mình dũng mãnh tinh tấn. Cho nên quý vị có ý thức như vậy thì rất tốt. Tôn giả A Nan nói xong thì bèn thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật nguyện vi tuyên thuyết, nghĩa là mong mỏi Đức Thế Tôn vì mọi người chúng con giải nói. Hôm nay tướng mạo của Thế Tôn vì sao tốt đẹp như vậy, vì sao sắc mặt rạng rỡ như vậy, mọi người chúng con đều muốn nghe. Những lời thỉnh giáo của Tôn giả A Nan đến đây thì hết. Kế tiếp là Thích Ca Mâu Ni Phật nói rõ tường tận cho Tôn giả A Nan. Đoạn này là tán thỉnh hứa thuyết. Xin xem trang chính hàng thứ nhất phần kinh văn. Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: thiện tai thiện tai, nhữ vi ai mẫn lợi lạc, chư chúng sanh cố năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật giải đáp cho Tôn giả A Nan thì trước tiên Phật tán thán Tôn giả A Nan, cái nghĩa này rất sâu. Cáo A Nan ngôn, cáo là bảo với A Nan. Chữ cáo này là thượng đối với hạ, tức là thầy đối với học trò, thì dùng chữ cáo. Còn học trò đối với thầy thì dùng chữ bạch. Quý vị thấy ở phía trước, nhi bạch Phật ngôn. Đây là lời cung kính, là ngữ khí tôn kính. Thiện tai thiện tai, hai câu thiện tai này tức là ông hỏi được rất hay, hỏi được rất hay. Phật liên tục đã khen hai tiếng, ông hỏi được rất hay. Trong hai câu thiện tai này là có ý nghĩa rất sâu. Một câu là A Nan lãnh hội được cái ý của thầy, tức A Nan hiểu được tâm tư của thầy, cho nên Phật tán thán A Nan thiện tai. Còn một câu thiện tài khác là cơ duyên chúng sanh đã thành thục. A Nan lại hỏi được rất đúng lúc. Thì Phật đem pháp môn vi diệu này giảng cho mọi người, cho nên có hai câu thiện tài.
Nhữ vi ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cốt. Ngài A Nan hỏi là xứng cơ. Tức cơ duyên của chúng sanh đã thành thục. Đúng trong lúc này phải nên tuyên dương pháp môn này cho tất cả chúng sanh. Điều thứ ba là vô cùng khế hợp thời cơ, tức thời tiết nhân duyên. Nay đã hội đủ ba điều kiện này, cho nên Phật tán thán A Nan: ông vì ai mẫn? Ai mẫn là thương xót chúng sanh. Từ vô lượng kiếp đã quên mất một sự việc, đã bỏ sót, đã mê mất chính mình, đã mê mất tự tánh của mình. Người giác ngộ thì họ hiểu rõ, cho nên sanh lòng rất thông cảm, thì gọi là ai mẫn. Lợi lạc tức là giúp đỡ cho họ, lợi là lợi ích. Phải giúp cho tất cả chúng sanh được lợi ích thù thắng nhất, viên mãn nhất. Phải giúp cho họ lìa khổ được vui. Nền giáo học của Phật Pháp, tông chỉ mục tiêu của Phật Pháp chỉ có 8 cái chữ: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên làm sao có thể nói Phật giáo là mê tín? Phật giáo là phá trừ mê tín. Phật dạy chúng ta, Phật dạy chúng sanh mở mang trí huệ, giúp cho mọi người được khai ngộ. Đây là thuộc về nhân. Lìa khổ được vui là thuộc về quả. Phật biết rõ khổ từ đâu mà có, khổ từ mê mà có. Quý vị đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh không hiểu rõ, nên quý vị mới có khổ. Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sanh là chính bản thân của mình. Nhân sanh không phải chỉ đại chúng, mà là chỉ bản thân của mình. Số đại chúng bên ngoài đều là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Tất cả hữu tình chúng sanh là hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Lời nói văn tự được dùng trong hoàn cảnh nhân sự, chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó, cho nên gọi là vũ trụ nhân sanh. Có nghĩa là chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta và chính bản thân mình. Mà quý vị không hiểu rõ, tức là quý vị còn mê, cho nên quý vị mới có khổ. Nếu quý vị đã hiểu rõ thì quý vị vui sướng. Cho nên lìa khổ được vui là chuyện của chính chúng ta. Thầy có thể giúp cho chúng ta, Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta. Cho nên từ cách xưng hô này thì quý vị cũng có thể lãnh hội được Phật giáo không phải là tôn giáo. Mối quan hệ giữa chúng ta và Phật Bồ Tát là mối quan hệ thầy trò. Mối quan hệ thầy trò là từ trong nền giáo dục mới có. Chúng ta gọi Phật là thầy, là bổn sư, tức là vị thầy căn bản,
Hiện nay cũng có người gọi người xuất gia là hòa thượng, thật ra họ đã gọi sai rồi. Gọi hòa thượng là đã cung kính quá mức. Họ đâu có phải là hòa thượng của quý vị, mà sao quý vị lại gọi họ là hòa thượng? Đây đều là đối với ý nghĩa của danh từ không hiểu rõ. Hòa thượng là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ, ý nghĩa là thần giáo sư, là vị thầy trực tiếp chỉ dạy cho ta thì gọi là hòa thượng. Như hiện nay vị thầy trong trường đại học gọi là chỉ đạo giáo thọ, họ trực tiếp chỉ dạy cho ta thì ta mới gọi họ là hòa thượng. Cũng như trong trường học có rất nhiều vị thầy giáo dạy học, nếu họ không phải trực tiếp chỉ dạy chúng ta, chỉ dạy ta thì không gọi họ là hòa thượng, vì không có mối quan hệ thầy trò. Ngoài ra còn một danh từ khác gọi là A Xà Lê. Có thể gọi A Xà Lê, không gọi hòa thượng. Gọi hòa thượng là cách xưng hô tôn quý nhất, là mối quan hệ mật thiết nhất. Chúng ta cùng với họ, không có mối quan hệ thầy trò, làm sao có thể gọi họ là hòa thượng? Từ cách xưng hô này thì quý vị có thể hiểu rõ Phật Pháp đích thật là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, tuyệt đối không phải là tôn giáo.